Rồi, xin chào toàn thể các bác và xin chào toàn thể anh em đam mê bắt ong rừng năm 2021. Thì trong cái video của ngày hôm nay thì cơ sở em xin thanh lý 10 bộ quần áo bắt ong. Thế thì cái lý do thanh lý ở đây là và trước khi mà giới thiệu về lý do thanh lý thì em xin quay là hôm nay là ngày 14 tháng 6 của năm 2021. Đấy thì khi mà cái video này em đăng lên, nếu mà các bác điện đến là còn hàng thì em báo còn hàng và thanh lý cho các bác. Thế và cái giá thanh lý bao nhiêu thì cuối video xin thông báo nhé. Thế còn cái lý do mà thanh lý những cái bộ quần áo nó còn rất là mới như này là do cái thời gian em để ở bên dưới bị chuột nó cắn, thì nó bị cắn những cái vết như thế này. Đấy, các bác có thể thấy cơ sở em đã may lại gia công một chút xíu như này thôi. Hoàn toàn là nó không ảnh hưởng gì. Đấy, tuy nhiên là với một cái bán hàng uy tín, với một cái cơ sở bán hàng uy tín, cho nên là cơ sở em những cái nó hơi bị lỗi một chút xíu như thế này thì cơ sở em làm cái video và thông báo cái hàng lỗi và thanh lý cho các bác. Đấy, giá là rất là hợp lý cho các bác. Đây, cái này nó bị sứt một tí ở đây, các bác có thể thấy này. Đấy, cái ở chỗ này nó hơi sứt một tí ở đây thì nó xước xước một tí như này thì cơ sở em đã may lại bằng đúng cái chất liệu vải của nó rồi. Đấy, đây là nó chỉ bị xước một tí thôi thì các bác có thể thấy là những cái bộ này thì nó hơi bị to một chút. Đấy, nhưng mà hoàn toàn là rất là an toàn chứ không phải là không an toàn các bác nhé. Đấy, tùy từng bộ này, bộ này nó bị một chút xíu ở đây, ví dụ chỗ này nó hơi rách này. Đấy, thì cơ sở em may ở phía bên trong rất là đẹp. Đây là mấy bộ như này thì có bộ nó bị một chỗ, có bị bộ nó bị hai chỗ, nhưng mà cơ sở em đã may lại rồi thì rất là đẹp như này. Đây là cái bộ quần áo mẫu cho cái mẫu thủ công, và đây còn vài bộ nữa đây các bác có thể thấy. Thế thì trong cái video này em từ đầu em đã thông báo là thanh lý những cái bộ quần áo bắt ong thủ công hàng cao cấp này. Đây là được gọi là hàng cao cấp nhất các bác nhé. Đấy, nó cũng có nhiều mẫu, nhưng mà đây là một cái mẫu mà nó rất là cao cấp. Mà cái bộ này thì nó vừa mát, nó vừa an toàn. Thì trước khi mà thông báo thanh lý thì em sẽ nhờ người mẫu nam của shop em mặc một cái bộ bất kỳ để xem là cụ thể thì nó sẽ như thế nào và hàng nó còn ngon như thế nào. Hàng này là hàng mới 100% các bác nhé, chứ không phải là hàng cũ. Nó chỉ bị chuột cắn thôi. Chuột cắn thì nó hơi xước, thì cơ sở em đã may lại rồi. Nên là các bác yên tâm, hoàn toàn là yên tâm tuyệt đối là về cái độ an toàn. Còn về chỉ vì là cái hàng nó không còn mới 100% thôi, chứ còn để mà sử dụng thì nó vẫn là mới 100%. Đây là quá trình người mẫu bên cơ sở như em đang mặc cái bộ đồ này vào. Các bác có thể thấy là cái không cần đóng khóa đâu. Thì ở đây các bác có thể thấy là cái phần đằng trước mặt này. Đấy, tất cả mọi chi tiết nó rất là thoáng mát như này. Đằng sau có lưới tải nhiệt. Thì với cũng có nhiều các bác bảo là độ thêm quạt thì cơ sở như em hiện thì chưa độ quạt. Các bác về mà mua cái bộ thanh lý này ấy, mà về các bác tự cắt ra ở cái phần nào mà các bác độ quạt vào thì rất là tuyệt vời. Rất là mát luôn. Đây là những cái chi tiết về đường kim mũi chỉ may cho một cái bộ bắt ong thủ công mới hoàn toàn. Thì đây ví dụ như cái bộ này thì các bác có thể thấy là nó bị xước ở đây. Đấy, cơ sở em đã may lại rồi. Cái phần may ở phía bên trong các bác nhé. Đây là cái lèn vải may này. Đấy, còn đây là cái phần mà đường chỉ may. Đấy, cái vải là hoàn toàn là cái vải giống tự nhiên. Đấy thì bên này một đường nữa nó hơi sứt một chút thôi các bạn. Và đã được may lại rất là an toàn rồi. Thì với cái bộ đồ bắt ong mà bị chuột cắn này có 10 bộ. Thì ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 của năm 2021 thì cơ sở em xin làm cái video thông báo các bác thợ bắt ong mà cập nhật được cái video này thì em thanh lý cái bộ quần áo này cho các bác là giá là 1 triệu các bác nhé. Đấy, 1 triệu là cơ sở em đã bao gồm cước phí cho các bác luôn. Đấy, còn cái bộ này cơ sở em đang bán 1,5 triệu là các bác biết rồi đấy. Đấy thì là cái bộ này thanh lý lỗ cho các bác luôn là giá 1 triệu, có 10 bộ thôi. Đấy, bác nào mà có điều kiện kinh tế nó vừa phải mà thấy cái video này cái hàng nó còn mới nguyên bản như thế này mà nó chỉ bị chuột cắn một chút xíu, nó bị sứt thì các bác liên hệ cơ sở em để đặt hàng mua hàng. Số điện thoại các bác có thể mua hàng là hai số điện thoại ở bên phía góc trái của màn hình khi các bác xem cái video này nhé. Và để cho các bác xem những cái đơn hàng ngày hôm nay đi thì các bác có thể thấy là đây là những cái đơn hàng ngày hôm nay cơ sở nhà em gửi đi để các bác yên tâm về cái giá cả cũng như là
Các bác thấy cái cơ sở anh em bán hàng nó uy tín như thế nào? Thì đây toàn bộ đây là những cái bộ bắt ong cơ sở anh em hiện đang bán. Thì đây là cái bộ có quạt này, là 1.450.000. Đấy, các bác có thể thấy đây là toàn bộ là những cái hàng quần áo bắt ong được đóng ở trong này. Đấy. Thì là một cái cơ sở chuyên cung cấp về các cái phụ kiện cho cái ngành nghề bắt ong. Thì cơ sở em hôm nay thanh lý lỗ cái lô này. Bác nào thiện chí anh em ủng hộ nhau những cái bộ này thì liên hệ hai số điện thoại đấy nhá. Và với hai số điện thoại đấy thì có cả Zalo các bác nhá. Đấy, các bác có thể qua Zalo và qua fanpage của bên shop em để được đặt hàng cũng như là tư vấn thêm. Em xin nhắc lại nhá, là giá của cái bộ này là 1.000.000 bao gồm cước phí vận chuyển cho bác rồi. Thế thì hàng mà còn thì em thông báo là còn, hàng hết thì em thông báo là hết nhá. Thì các bác nhanh chóng cập nhật cái thông tin này. Thế mà nếu mà mấy anh em chơi, ví dụ các bác đi bắt ong mà chơi với cả một nhóm 2-3 anh em, hoặc là biết anh em đồng nghiệp mà muốn mua cái bộ này thì chia sẻ cái video này giúp cơ sở em nhá.